Mình sẽ sáu bộ này đúng không? Dạ. Thành. Ok. Em cũng không biết xào bài nữa. Đổi lại thành. Ủa cái này lấy con Joker. Con Joker bỏ ra đi. À mình có nhớ là con Joker không ạ? Không ra mà Joker mình bỏ ra. Bỏ ra đúng không? Không. Hai con Joker với lại cái con này nó. Ờ nó có một cái con vàng vàng gì đó. Con đó là con quảng cáo, con quảng cáo. Xà như này nó dễ. Đứng ngay quay cảnh em xào bài nha. Nào, xào bài. Thôi, xào xấu lắm luôn á. Làm thử này nha. Ô, phải bỏ đi ra chỗ khác anh em, đúng không? Rất quá. Ơi. Xấu hổ thiệt. Các chị không xào như em này cho nhanh này, cho dễ. Đúng là xào luôn. Không xào như em. Ê, bài công kìa, bài công cũng là một dấu hiệu đó. Số pin nào khéo anh con. Nó quen. Rớt cái được. Đó. Không biết xào nhưng mà biết làm cái đó. Làm gì? Chẻ bài. Rồi xào giùm em đi. Cái bộ đó xào. Wow. Pro. Rồi đi học xin trí nhớ đi để mà Tết chơi bài. Rồi đó. Không bao giờ tôi dám đánh bài với ông Chiến Thành. Trông nó sổ bài thế là sợ rồi. Không có nhiều người biết sổ đâu chứ không biết chơi đâu nha. Chuyên chị à. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Lễ Tết rồi. Hiểu. Thôi đừng dỗ nữa, hai con nhỏ nó làm sai nữa bây giờ. Nói tới là cười. Về nhộm lại cái tóc đi. Nhuộm tóc mới cưới chồng được hả? Anh Đức không thích màu này. À, đổi cho anh con này đi. Em gửi lại con này của anh. Cũng phải anh bỏ lại con này. Không. 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 Đổi cho anh nhé. Anh lấy con này. Tháo này. Chọn bước sư tử. Ủa, Linh chưa chọn à? Đây em chọn con này. Một này cho chị dễ không? Không biết. Em hôm nay chỉ là định cho đề dễ chứ thí sinh. Hôm qua em đã đắc tội rồi. Quả đắc tội. Trời ơi, được một hôm từ đầu tới năm đứa em đều bóc chúng cái khó không? Trời ơi, mặt sầu đấy. Thôi được rồi, cho em là nữ duy nhất ở đây. Ừ, em bóc toàn chúng cái khó không luôn á. Quay hả? Xịn nữa, nó vẫn còn mấy con ruồi á xịn. Chắc là đứng em xong nha. Là xong nha. Ok, tin xong. Xong. Ok, xong. Dạ. Yeah. Sau pin xong. Cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cái đề gì đâu mà rối thế nào. Này giả màng quá. Khó đấy. Khó quá anh ơi. Không biết làm bằng kiểu gì luôn á. Nguyên ơi, cho cà phê chống run sợ Nguyên ơi. 3 2 1 thí sinh bắt đầu. Cái số 4 này em chỉ có 3 đường. Số 2 xuống số 2. Rồi số 2 xuống số 3. Cái số 4 ở đây à. Nó chỉ có đúng một quy luật là giống như số 1 ở đây là em chỉ có thể đi đây hoặc là đi đây thôi đúng không? Đúng, một trong hai thôi. Đúng rồi. Số 4 này em chỉ có duy nhất một đáp án thôi là 22 hết. Thế thì phải đây cũng là 2 đúng không? Ồ. Đúng không? Tại okay, vì okay, nó không có đáp án nào khác hết á. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình chỉ mắc cái này cũng phải 22 này tại vì đây mới có 3 điểm. Em phải em cứ tính từ từ. Trời quá nó biết hết trơn rồi. Đỉnh quá. Không phải do cái luật nó làm mình hơi bị confused. Sinh viên trường y có khác. Anh nghĩ là hai. Anh nghĩ là sao sinh viên trường sân khấu có thể giải được đề này. Sinh viên học trường gì? Em trường nhạc ạ. Nhạc viện Hà Nội. Làm luôn đi. Anh không nghĩ em giải được đâu. Yes! Yes sir! Thử thách hoàn thành thưa quý vị! Đổ hết mồ hôi. Trời ơi, thằng nhỏ đổ hết mồ hôi. Không sao, không sao. Good job. Mọi người cho một tràng vỗ tay không ạ? Không sao. Không sao. Đập tay một cái được không em? Ok, chúc mừng em. Và vị giám khảo trẻ tuổi mà Trấn Thành muốn nhắc đến thưa quý vị, ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Như lần này là lần đầu tiên tham gia siêu trí tuệ đúng không? Chính xác ạ, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đúng không? Đúng, đây là lần đầu tiên đang tham gia chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Em có vẻ rất là hào hứng, em vui quá gì. Tại vì hình như em có vẻ rất là hào hứng nha. Tại vì nhìn anh vui quá. Nhìn anh vui quá. Mời quý vị cùng theo dõi. Mu. Nó có dọn cái đó luôn không? Để chào kết luôn không? Mọi người di chuyển màn nhạc. Di chuyển máy rồi để nhạc vào vị trí.
thuộc chương trình quá. Thuộc quá rồi. Dự đoán 4 giờ sáng. 5 giờ. 5 giờ số chót. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapid All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020 True Beauty, vẻ đẹp đích thực. Phát sóng độc quyền trên VOD 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.